Xé lòng tiếng gọi con trong vụ cháy ở Khâm Thiên, mẹ ở xa chưa về nhìn lần cuối. Được biết, hiện tại mẹ của hai trong ba nạn nhân vẫn đang trên đường về để nhìn mặt các con lần cuối. Nhìn di ảnh non nớt của ba nạn nhân, nhiều người đã không cầm được nước mắt. Xé lòng tiếng gọi con trong vụ cháy ở Khâm Thiên, mẹ ở xa chưa về nhìn lần cuối. Cư dân mạng không khỏi xót xa trước vụ hỏa hoạn bất ngờ xảy ra tại ngõ Thổ Quan, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội làm ba người tử vong. Nạn nhân trong vụ hỏa hoạn nhỏ tuổi nhất sinh năm 2010, mẹ trong ba nạn nhân vẫn đang trên đường về để nhìn mặt con lần cuối.